Xin chào các bạn, hôm nay công ty OBD Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thiết bị chẩn đoán Autel Maxidat để đọc lỗi, xóa lỗi và kích hoạt các bộ phận chấp hành trên xe Mitsubishi Galant 208. Hey, bạn rồi. Trước tiên các bạn sẽ cắm jack chẩn đoán kết nối với jack OBD2 trên xe. Bạn rồi. Các bạn bấm nút nguồn ở trên đầu này. Màn hình của thiết bị rất dễ sử dụng. Đây là xe của châu Á. Đây là xe châu Á. Các bạn, nếu các bạn sử dụng chẩn đoán xe châu Âu, các bạn vào đây. Đây là các dòng xe châu Âu. Dòng OBD2 chung cả châu Á và châu Âu đều có. Thì các bạn có thể sử dụng dòng OBD2 chung để kiểm tra phần lỗi động cơ chung. Đây là châu Âu. Đây là xe Mỹ. Các bạn chọn xe Trung Quốc. Dưới này là quản lý cái dữ liệu. Đây là vào phần update. Rồi, vì cái máy này đã update rồi nên tôi sẽ thoát ra. Đây là phần cài đặt và đây là phần tắt nguồn. Xe này là xe Mitsubishi Grandis, xe châu Á. Tôi sẽ chọn Mitsubishi. Nó yêu cầu các bạn nhập số VIN rồi. Đây là số VIN. Ok. Xe này là xe 208 nên tôi sẽ chọn from 206. Các bạn chọn kiểu xe, modem xe, kiểu động cơ hộp số. Đây là Grandis 208. Tôi sẽ chọn ok. Nó có chức năng tự động quét toàn bộ xe, chức năng các bạn chọn theo cái module điều khiển và chức năng bảo dưỡng, bảo trì. Thì trên xe này thì nó không có cái chức năng này. Trên xe này nó không có cái chức năng này, nó không hỗ trợ. Các bạn có thể chọn quét tự động hoặc là quét theo từng cái module điều khiển. Tôi sẽ chọn quét theo từng module điều khiển. Giả sử vào phần động cơ. Rồi. Ok. Thì nó sẽ có phần đọc lỗi, xóa lỗi, phần khung dữ liệu, phần data, phần kích hoạt và phần thông tin các ECU. Tôi sẽ vào phần đọc lỗi trước. Hiện tại xe đang có một lỗi về hệ thống kết nối. Đó là U011073. Các bạn thoát ra. Các bạn vào phần xóa lỗi. Nó yêu cầu là bật khóa on và động cơ phải dừng, động cơ phải tắt. Ba, rồi. Chưa? Ba, rồi. Nhiệt. Yep. Hỏi bạn có chắc chắn là muốn xóa cái lỗi này không? Ok. Phần khung dữ liệu, phần data. Data, các bạn có thể chọn tất cả cái data hoặc có chọn từng cái danh sách, từng cái mục mà mình chọn, muốn chọn. Tôi sẽ chọn tất cả. Tôi sẽ nổ máy lên để xem data. Nhớ cảm biến oxy. Đây các bạn có thể xem được data. Nó vào rất sâu. Rồi các bạn thoát ra. Tôi có thể vào chọn từng data, từng clip mà tôi mong muốn. Loát.
Giả sử tôi chọn một cái này. Ok. Đó, thì nó ra cho tôi có 4 cái danh sách. Các bạn có thể xem ở dạng text hoặc ở dạng đồ thị. Các bạn có thể xem được. Rồi, nó sẽ thoát ra. Rồi, data. Các bạn có thể kích hoạt các bộ phận chấp hành. Đây là kích hoạt này. Kích hoạt cái thời điểm điều chỉnh thời gian, thời điểm đánh lửa này. Kích hoạt cái van hơi xăng này. Bơm nhiên liệu. Hoặc ngắt máy. Các bạn có thể ngắt giết từng máy một để kiểm tra xem máy nào yếu, máy nào khỏe hoặc máy nào bỏ. Kích hoạt có thể kích hoạt van VVTi hoặc quạt làm mát. Tôi sẽ thử ngắt một máy. Đây, ngắt máy 1. Xem data của nó. Khi mình ngắt máy 1, tôi sẽ lấy cái tín hiệu tua máy lên cho các bạn nhìn rõ. Hiện tại 4 máy đang chạy đều thì vòng tua của nó đạt 730 vòng phút. Tôi sẽ test, tôi ngắt cái máy đó đi. Rồi, vòng tua nó giảm xuống còn có 601 vòng. Rồi, kết thúc quá trình test. Tôi test thử máy 2. Lấy cái này lên cho các bạn dễ nhìn. Vòng tua 4 máy đang chạy đều là 722 vòng, 714 vòng. Tôi sẽ test, tôi giết bỏ máy 2 đi. Rồi, máy hoạt động rất tốt, máy rất khỏe. Tương tự các bạn có thể test van OCV, quạt làm mát, van hơi xăng hay bơm nhiên liệu. Rồi, các bạn có thể kích hoạt các cái bộ phận các bạn muốn để test thử. Tôi sẽ thoát ra. Thông tin của ECU 141A. Không dữ liệu. Không hỗ trợ. Ok. Thoát. Tương tự ngoài phần động cơ các bạn có thể vào bất cứ phần nào. Giả sử các bạn có thể vào đồng hồ. Đọc lỗi. Hệ thống không có lỗi. Đồng hồ hiện tại, hệ thống đồng hồ không có lỗi. Các bạn có thể xem data. Tất cả data này. Vị trí của các cái đèn hộp số. Hiện tại nó đang ở vị trí P. Đó, đèn P đang sáng. Ok. Các bạn có thể xem được data của cái đồng hồ. Tôi sẽ thoát ra. Các bạn có thể xem ở dạng text hoặc dạng đồ thị đều được. Giờ thì chọn cái nào cũng được. Thoát. Ok. Đây là phần data. Giờ tôi sẽ vào tôi kích hoạt. Kích hoạt. Rồi. Tôi sẽ tắt máy đi và bật khóa điện on. Kích hoạt cái đèn báo vị trí của cần đi số. Tôi chọn tất cả. Hiện tại các cái đèn này đang off. Tôi sẽ test nó.